Ok, chào tất cả mọi người, mình là Ian và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà để làm thế nào có thể vượt qua được cái phó bản nhà tù Hắc Long này ở cái chế độ khó. Mình không làm với cái chế độ dễ ha mấy bạn, mình chỉ làm với cái chế độ khó này thôi. Và hiện tại như các bạn thấy, mình đang ở trước mặt con boss một của cái đung này. À, chờ tí, mình phải bật thêm tí nhạc nữa cho nó nghe sôi động xíu. À, mình đang coi anime trong khi chờ đợi. Ok, thì mình cần các bạn lưu ý với mình một điều á, là đối với con bot 1 này, thì khi nó có hiện lên chữ vai ở chính giữa màn hình thì các bạn sẽ dùng gục ngã. Còn đối với chữ chân thì các bạn dùng hất ngã, và đối với cổ họng là các bạn dùng choáng ha. Đây là cái mic, đây là những điều cần lưu ý nhất để thực hiện mic của con bot này. Nó khá giống giống với cái con bot ở mê cung đổ nát ha mấy bạn. Đó. Và các bạn lưu ý cho mình là tất cả đều là 2 stack CC nha mọi người. Ở đây là gục ngã thì nó cũng tương đương với là suy yếu đó, nó cũng như suy yếu đó. Rồi bây giờ mời các bạn đến xem ha. Mình sẽ vừa hướng dẫn vừa vừa chỉ luôn. Ok. Quên quên quên. Trước khi các bạn vào á, mình cần các bạn build một cái team thật là ổn để có thể đi được cái đung này ha. Thì đây là cái team mà mình build. Thì cái đung này các bạn cần gì? Đặc biệt nhất các bạn cần phải có một sin hoặc một sum để các bạn làm mechanic cho nó dễ. Thì cái cơ chế boss thì nó cần một sum hoặc một sin. Còn về đối với mà cái clip về không cần sum sin á, mình sẽ làm sau ha. Sau này mình sẽ làm khi mà cái lực tấn công của mình nó cao hơn tí xíu nữa. Hiện tại lực tấn công của mình chỉ có 710 mấy thôi. Và những cái bạn này thì cũng chưa tới nên là mình chưa thể nào làm clip đó được. Nó sẽ rất là ao ghê luôn. Kiểu ao ghê luôn, làm nó mới thuận tiện hơn, dễ dàng hơn. Còn hiện tại thì đối với làm đúng mắt thì các bạn cần build một team như thế này. Các bạn cần phải có một tăng cơ BM hoặc KFM. Đây, một trong hai con này. Một đi và các bạn phải có một sum hoặc một sin. Thì ở đây mình có một sum ha. Các bạn phải có rap là nhấc lên á, những cái con mà có khả năng nhấc lên á. Thì đó, ở đây mình có một Destro là cuồng long, hoặc là các bạn cần có một con Black Dancer kiếm vũ ha. Và còn lại thì các bạn build cho mình đó là DPS. DPS thì ở đây hiện tại có mình và bạn Near. Đó là hai con DPS của team. Đó, thì các bạn xem ha. Đây là build team chuẩn nhất hiện tại mình có thể build ha. Đầy đủ các role trong đây. Rap có nè. Blue Bub. À, các bạn cần phải có thêm con Blue Bub nha các bạn. Blue Bub ở đây là gì? Blue Bub là cái con mà có thể búp đam cho cả team các bạn lên. Nó sẽ búp đam lên cho các bạn khá là nhiều. Đó, thì Blue Bub gồm có là của mình là có KFM Kung Fu Master. Bạn Rayka này. Thì cái con Blue Bub này trong cái lúc đánh nhau nó sẽ búp lên cho các bạn khá là nhiều đam, để các bạn có thể dồn đam được con boss ha. Hoặc là con Xin cũng được nha các bạn. Đó. Rồi ok, mời các bạn xem con boss 1 mình xử lý nó như thế nào ha. Cái này có thằng tăng nó hơi dởm nên là con tăng của mình nó hơi dởm, thằng tăng cơ đây, tăng cơ là BM nên mà mình cầm Ago tí nữa. Rồi các bạn lưu ý cho mình, lần đầu tiên khi nó gọi cái vòng tà khí này nè, nó sẽ AoE. Vậy để tránh cái AoE đó các bạn làm như thế nào? Các bạn có thể dùng VI đối với pháp sư, các bạn có thể dùng 4F đối với sum, các bạn có thể dùng 1F đối với BM ha các bạn. Để mình chỉnh nhạc nó nhỏ lại tí xíu. Mình sợ nó lớn quá mình nói các bạn không có nghe được. Rồi ok, mình tiếp tục. Rồi ok. Thì các bạn có thể thấy ha. Ở đây
con bot nó hiện lên cái dòng chữ chính giữa, nó là Buka đang duỗi chân. Con bot tên là Buka thì nó đang duỗi chân. Đối với cái duỗi chân thì các bạn cần phải có hất ngã, và cái hất ngã này phải là hai stack. Đối với pháp sư thì các bạn có thể dùng Z lửa ha mấy bạn. Và các bạn nhớ nha, khi cái thanh này màu đen thì các bạn mới dùng được cái Z lửa đó. Các bạn có thể hất ngã nó khi cái thanh này màu đen, lưu ý giúp mình nha. Còn nếu mà nó màu trắng như cái này các bạn không hất ngã được nó, không CC được nó. Đó. Các bạn nhìn nè, ngay chỗ này. Đó, mình quăng cái Z vô người nó nè, cái Z nằm đây nè, các bạn thấy không, màu đỏ nè. Đây, ở đây thanh CC của mình màu đen. Nó chuyển qua màu đen nè, đó. Bây giờ mình bật quăng cái Z vô rồi. Nó vừa đứng là mình xét liền một cái nữa là nó bị hất ngã. Sau đó con Destro sẽ ráp nó lên. Đây, con cuồng long này nè, Viasa nè, mình hãy gọi đây, bạn này là tên là Tasty. Thì mình thấy là Tasty sẽ nhấc con boss lên sau khi con boss bị hất ngã rồi đó. Bạn Tasty nhấc con boss lên, lúc đó các bạn có thể dùng đam bằng cái F ha. Các bạn có thể thấy ở đây, F. F này nè. Đó, thì các bạn sẽ dùng đam bằng cái này. Và có cả cái búp nữa kìa. Rồi, ok. Các bạn thấy ở đây ha, sau khi con boss đã bị hất ngã xong rồi á, thì cái này nó không phải là theo thứ tự gì ha, các bạn phải để ý ở chính giữa màn hình nó sẽ hiện cái gì lên cho mấy bạn. Ở đây nó hiện lên vai, thì mình lưu ý với bạn, vai thì các bạn phải gục ngã ở đây mình không làm. Ở đây gục ngã sẽ do Reika hoặc là Fuji gì đó hoặc là các bạn khác làm, mình không làm gục ngã. Đối với FP, mình chỉ làm hất ngã và choáng thôi. Thì gục ngã ở đây mình không, gục ngã là do mấy bạn khác làm ha. Thường các bạn lưu ý giúp mình, sau khi mà nó thông báo đang xoay vai, Buka đang xoay vai á, thì nó con boss này nó sẽ đi kèm thêm một cái hit AOE. Thì để né AOE đó như lúc nãy mình nói là VI đối với FM, 4F đối với Sim và 1F đối với BM ha. Rồi, tiếp tục. Bây giờ nó xoay vai, thế bạn thấy không? Cái thanh này lúc nãy mình kéo lại tí xíu cho mấy bạn xem. Các bạn của team mình đây màu đen, xong cục ngã là hai stack liền luôn nè. Đó, là nó. Đây, ok. Thì các bạn thấy ha, nó gục ngã xong rồi. Còn nếu mà các bạn mà làm sai mắc á, các bạn mà không gục ngã nó lúc đó á, thì nó sẽ AOE 3 lần liên tiếp. Nó sẽ AOE liên tục ha. Nó vừa hết AOE này nó lại AOE tiếp một lần nữa thì rất là dễ white team ở đây là chết cả team luôn á, là bắt buộc các bạn phải đánh lại ha. Rồi bây giờ các bạn thấy cổ họng thì sao? Cổ họng là choáng. Stun đó, mình có thể dùng ba để choáng, cái này mình chưa kịp làm thì đã có người làm rồi. Rồi bây giờ các bạn lưu ý giúp mình ha. Sau khi á nó đã choáng xong rồi á, sẽ có những các bạn lưu ý ha, khi nào nó gọi vai rồi cổ họng hay là chân gì đó thì các bạn ngó đằng sau xem khi nào có những cái con mob này xuất hiện á, mấy con quái nhỏ nhỏ này nè, thì các bạn phải giết tụi nó đầu tiên, các bạn phải giết tụi nó đi, đừng để tụi nó sống. Tại vì khi mà các bạn mà cứ để nó sống, nó sẽ đánh vô cái thằng tăng hoặc là đánh những cái người mà đánh các bạn luôn á. Thì đam khá là đau, nên các bạn phải giết nó đi ha. Rồi các bạn lưu ý vòng tà khí nữa nè nha. Đó, mình bị sau khi nó tà khí là nó AOE thêm một lần nữa, mình bị hất văng ra ngoài nè. Đó, đang bị hất nè, chổng hông lên trời luôn. Thấy không? Nó xây vai kìa, nó AOE đó. Hên là cái này làm kịp nè. Các bạn lưu ý nha, AOE đối với hack nó rất là khó, đam nó rất là đau, nên là phải cẩn thận rất là nhiều ha, phải kỹ lưỡng trong từng cái mech luôn. Không thôi là cứ chết xong rồi các bạn, nếu chết á thì các bạn một sống lại đánh tiếp, đừng nằm đó. Thì tụi mình đã lia xong được mấy con quái rồi đó. Thì chân nè, chân là hất ngã tiếp nè, hất ngã nha các bạn, nhìn set nè, mình set nè, đó set nổ nè, nó bị hất ngã nè, đó sau đó Destro lại ráp nó lên, kéo nó ra ngoài cho anh em dễ đánh. Tà khí nè, đó AOE ha mấy bạn, vòng tà khí là nó sẽ AOE liền. Các bạn nên nhớ nha, khi mà cái vòng tà khí này xuất hiện các bạn nên kêu thằng tăng á, kéo con boss ra ngoài cho mấy người mà đánh gần á dễ đánh. Dạ các bạn cũng đừng có đứng trên cái vòng đó nha, đau lắm nha. Móp lại vô, các bạn phải đánh hết tụi mấy con rep nhỏ này đi. Dụ nó ra ngoài, dụ nó qua phía mấy bạn đó, nếu các bạn có thể xử lý nó được.
không? Chém cái 20%. Đâu vậy? Đó, bây giờ Bukka đang tập trung khí vào cổ họng rồi mấy bạn. Choáng. Đó, choáng thành công ha. Choáng thành công. Destro lại ráp nó ra khỏi dòng tà khí, nhảy qua một cái chỗ nào đó để anh em có thể dễ đam. Rồi bây giờ móc lại vô nữa, nó chịu hồi phục tà khí nó lại AoE tiếp. Khó chịu lắm. Duỗi chân là hất ngã nè các bạn, đó. Lại ráp tiếp. Destro lại ráp, ráp đem nó ra ngoài, đem nó thoát khỏi mấy cái chỗ dòng tà khí này để dễ đánh. Này mình VI 7 á. Nó chưa thông báo gì mình đã VI rồi, mình nhấn nhầm á. Mèo chết rồi. Dòng tà khí lại AoE đó mấy bạn. Bây giờ mình cầm Ago ha. Tí nữa mình sẽ chết nè, vai nè, AoE nè. Đó, nó vừa vai là cái nó AoE liền. Rồi bây giờ nó AoE thêm lần nữa nè, hụp nha. Các bạn thấy nha, hụp nha. Rồi đó, AoE lần nữa nè. Đó. Mình dùng QE hoặc SS để mình né cái đó cho bản thân mình thôi. Nó chém rất là đau. Con này nãy bạn thấy 100% đánh chém hai cái là mình chết luôn rồi. May mà team đánh kịp đó. Ok, vậy là xong con bot 1 rồi ha mấy bạn. Con bot 1 nó cực khổ lắm. Bot 2 thì nó dễ hơn, bot 3 thì nó nhảy cũng khá là lung tung. Từ bot 1, bot 3 nó hơi khó. Thì các bạn lưu ý là những cái điều mình vừa nói lúc nãy ha. Rồi, ok, bây giờ bắt đầu vào bot 2. Thì vừa đánh mình sẽ vừa hướng dẫn match cho các bạn luôn. À, lúc đầu vừa vô á, nếu các bạn có rap, những người mà rap giống như Destro hay là BD á, thì các bạn choáng một cái con bot luôn. Thì con BD sẽ với con Dead nó sẽ nhảy vô nó hất con bot lên, lúc đó các bạn có thể spam F ha. Spam nút F nè, đó, đam sẽ nhiều hơn rất là nhiều nha các bạn. Tại mình đi khó nên phải tận dụng tất cả các mech có thể ha. Rồi bây giờ nó nhảy về giữa nè, 90% nó sẽ xâm đệ ra nha các bạn, đó. Đây, nó sẽ gọi hai con đệ ra, một con bên đây và một con bên đây, thì các bạn phải đánh chết hai con đệ trong thời gian nhanh nhất có thể, nếu không tí nữa các bạn sẽ biết. Đây mình tập trung mình đánh con đệ, hai con đệ đánh rất đau nha, nó nhảy một cái là các bạn chết luôn á nếu các bạn không né được. Một con mình bị choáng nè, đây ở đây còn một con đệ chưa chết nè, nhưng may sao mình có cái song long chưởng nè, song long chưởng mình đeo 8 mảnh rùa, unlock nó đam nó tăng lên 70%, nhưng mà chưởng cái mất 65.000 máu bay con bot luôn. Rồi đó. Một. Rồi ok. Thì ngay khúc này, giả sử trong trường hợp các bạn đánh không chết được hai con mod thì nó sẽ như thế nào? Thì lúc đó bạn sẽ bị daze. Bạn sẽ phải khuỵu gối xuống, bạn quỳ xuống. Nó sẽ đánh 5 lần. Rồi các bạn biết chuyện gì xảy ra rồi ha, white team. Cái này là các bạn đã diệt được hai con mod rồi thì các bạn sẽ không bị nữa. Đó, cái cuối cùng rất là mạnh. Rồi, ok, đánh tiếp. Nó đang vận hơi, nó rặn ra mấy cái cục banh. Rồi ok ha, mình sẽ nói lại cái khúc sau khi mà nó rặn ra mấy cục banh này rồi đó. Từ chính giữa nó sẽ nhảy tới cái người xa nó nhất nha các bạn, nhảy tới cái người xa nó nhất, và khi đó khi nó nhảy tới các bạn rồi đó, mình ở trong đây mình luôn làm mấy ha, mình sẽ đứng xa nó nhất. Và sau khi nó nhảy tới thì các bạn thấy ở đây nó chuyển qua màu đen nè, nó đang chuyển qua màu đen nè, đó, nó chuyển qua màu đen cái mình choáng nó liền luôn. Tại vì ở đây là khúc mình có thể CC được. Vừa vừa CC xong là mình choáng luôn ha. Vừa đen cái là mình choáng liền luôn á mấy bạn. Đó. Rồi sau đó Destro lại ráp nó lên rồi đánh. Giờ giờ tay lên bắt đầu nó ủi tới. Nó ủi tới thì những cái con mà tăng cơ á, KFM hay là BM sẽ đứng đó lóc nó lại. Đừng cho nó chạy nha mấy bạn. Nó chạy á, rất là đam, rất là đau nếu các bạn không né được. Nó chạy lướt qua một cái là có khi chết luôn á. Nên các bạn lưu ý ha. Nó lại nhảy tới người xa nhất kìa. Bây giờ mình quăng cái Z vô để mình hất ngã nó. Rồi đó, có một người đứng ở đây, Ray nè, Ray K nè, đó. Mình lại đó.
lóc nó lại xong rồi giờ hất ngã nó tiếp nè, nó nhảy vô người xa nhất rồi hất ngã nó tiếp và đánh tiếp bình thường. Đó lại có người lóc nó được. Team build rất là ổn ha. Rồi. Các bạn lưu ý ha, khi mà Mangoka nó kích hoạt một viên ngọc tà khí thì những cái cục này nó sẽ bắt đầu bay nha mấy bạn. Các bạn nhớ nha, những cái cầu này nó sẽ bay loạn trên cái map á. Thì để làm sao? Các bạn phải lock được những cái quả cầu này. Sau khi các bạn lock được những quả cầu này, các bạn sẽ bị đóng băng lại. Và các bạn phải nhớ là lock hết tất cả những quả cầu có trên bản đồ. Nếu không nó sẽ nổ đam rất là đau. Nha. Rồi đó, đã có người lock được rồi đó, mình đứng gần rồi mình đi đóng băng á. Lock được hết tất cả cầu rồi. Và bây giờ nó nhảy về mình. Các bạn thấy ha, nó có thông báo là sẽ nhảy, nó sẽ nổ trong 5 giây á. Bây giờ xong rồi nó sẽ nhảy về chính giữa. Chính giữa thì nó lại tiếp tục gọi đợi ra trở về cái phase ban đầu ha mấy bạn. Cái phase nó cứ lặp lại vậy thôi. Rồi các bạn cứ đánh hai con đệ nó, phải đánh chết hai con đệ nó nha. Xong rồi các bạn cứ đam lại bình thường, xong. Thấy không? Sau khi hai đệ nó chết thì các bạn thấy không, năng lượng Mango đã biến mất nè, đó. Đơn giản. Rồi, ok. Vậy là xong con boss 2 thôi. Vậy là xong con boss 2 nha mấy bạn. Đơn giản lắm. Ở đó lúc nãy các bạn thấy ha, bạn này con Fu nó bị disconnect và nó không có vô lại được. Nên là tụi mình sẽ đánh con boss cuối cùng với chỉ 5 người. 5 người trong đung hát nha mấy bạn. Chỉ 5 người thôi. Thì các bạn xem thế nào ha. À, trước khi tới đung hát thì mình lưu ý các bạn, cái đường này chạy rất là dễ chết nha. Những con quái này đánh rất là đau nên các bạn lưu ý chỗ này, chạy sát vào tường tí xíu. Mình chết thì phải. Hên quá không chết. Đó. Rồi, ở cái chỗ này có 4 cái cửa, 1 2 3 và trên đây là 4. 4 cái thì các bạn phải chạy vô đó, các bạn chờ sẵn ha. Khi cả 4 người đều chết lên là 1, 2, 3, 4. Những người ở phòng nào vô tới đó rồi đánh những con quái ở phía đầu này đó. Các bạn đánh xong những con này các bạn đi vô trong. Các bạn đánh xong rồi các bạn đi vô trong. Mình đang bánh bao để cho Ray đánh. Rồi ok. Ba R, thì sao mình né ba R? Ba R ở đây có nghĩa là ba ready, là ba đã sẵn sàng rồi. Thì ở đây hai ok, một ok, bây giờ còn 4 nữa, 4 đã vô tới hay chưa mình phải chờ. Đó mình phải chờ tí xíu, chờ coi 4 đã ok chưa. Hoặc các bạn có thể đánh rồi các bạn chừa lại một con nha, đó. Rồi bây giờ chừa nè, đó, mình chừa nè, đó đang chừa đó. Ray đang đứng lóc counter các kiểu lại. Rồi, ok xong thì các bạn đánh này ha. Tại sao phải như vậy? Đó các bạn thấy mình đánh nó né tránh không? Nếu mà 4 phòng mà chưa sẵn sàng á thì những con này các bạn đánh không trúng nó đâu, nó sẽ né tránh rất là cao. Nên là các bạn phải chờ 4 người đều đã chuẩn bị sẵn sàng rồi lúc đó đánh cùng một lượt, đánh cùng một lượt thì lúc đó những con đó nó sẽ không có né tránh nữa ha. Ok. Tiếp. Vậy là xong rồi nha mấy bạn. Xong 4 phòng này thì mình sẽ chạy xuống phòng thứ 5 và lúc đó bao nhiêu người vô đánh cũng được. Tại phòng nó cũng chỉ là mấy con rep thôi. Tốt hơn là cả team nên vào đánh để cho nó nhanh thôi ha. Đối với FM thì khi các bạn đánh mấy con đánh tay dài á, các bạn bật cái C lên đỡ rất là nhiều đòn. Rồi bây giờ có 4 con ở đây ha, mình gom tụi nó lại mình đập.
Ok, vậy là xong. Rồi, bây giờ ha, như lúc nãy mình đã nói ha, mình chỉ đánh với 5 người. Và đối với vừa vô con boss mình stun liền luôn cái con boss này. Dạ đúng rồi, lúc nãy là Ray, bây giờ Ray sẽ chịu cái việc là vừa tăng vừa buff luôn ha mấy bạn. Vừa tăng vừa buff. Đây là Ray. Là KFM, vừa tăng vừa buff. Đó. Con này bị ngoại tuyến rồi không vô lại được. Rồi ok. Mình tuôn một cái ông này nhảy vô ráp nó lên. Đó, ráp nó lên, 3 mét. Spam mét thôi. Các bạn lưu ý nha, đánh con boss này cực kỳ khó đối với tăng ha. Những tăng cơ mà yếu tay á, nó chém tí là sắp mặt lờ à. Nên là các bạn lưu ý, đứng né thằng tăng cơ ra, đứng đối diện thằng tăng cơ là tốt nhất, hoặc đứng bên hông. Đó, nó chém trước mình chạy làm sao mình né. Nó nhảy à. Rồi tạt qua bên, tạt qua bên. Nó chém. Đó, nó chém mình tăng kìa. Lòn ra sau. Mình QE để lòn ra sau nó hả các bạn. Rồi các bạn lưu ý nha, dùng táp cẩn thận. Tại táp rất quan trọng trong cái đung này. Né nè. Rồi ok. Ở 90% thì nó sẽ xuất hiện một cái gọi là Gia Khanh đã lộ diện bản thế thật sự. Thì bắt đầu lúc này nó chuẩn bị mát ha mấy bạn. Các bạn lưu ý xem cái cách mình đứng như thế nào để nó mát cho mình ha. Mình luôn chạy ra ngoài xa hơn con Gia Khanh một tí xíu. Các bạn có thể thấy ha. Đây, khi mà nó đối với 90% nha, đây là mát thật. Đây là mát thật nha các bạn. Các bạn lưu ý, đây là mát thật. Rồi 90, 70, 50, 30 và 10%. Thì những cái khúc sau nó sẽ có cả mát giả, mát thật nữa. Thì tí mình sẽ chỉ cho các bạn mát giả như thế nào và mát thật như thế nào. Còn đối với 90%, đây chắc chắn là mát thật ha mấy bạn. Và nó sẽ mát người như thế nào? Người đứng xa nó nhất. Nó sẽ mát người đứng xa nó nhất. Thì nó sẽ mát cái dấu hiệu đây nè, nó giống giống dấu hiệu trong Azura mà cái lúc mà lưu kiếm á. Đó, thì ở đây nó sẽ có chữ quan sát ha, cái dấu hiệu này là nó mát lên bạn và người của bạn sẽ bốc cái lửa này lên ha. Các bạn để ý ha, cái lửa này nè, đó. Nó sẽ cháy 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 xung quanh. Khi đó khi các bạn cầm mát á thì các bạn phải chạy thẳng vào con boss nha mấy bạn. Chạy thẳng vào con boss, đứng chung team lại, đứng cụm lại một chỗ như vậy nè, để làm gì? Để sum có thể invi cả team sau khi con boss nó quăng cái cục kia. Nè, đó. Thấy không? Các bạn thấy cái cục này vừa quăng xuống không? Trên tay nó vừa quăng một cái cục màu đỏ 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 rớt xuống đây. Thì lúc này sum làm gì? Sum lúc này sẽ canh 4F cho chuẩn để khi cái cục đó vừa chạm cả team thì cả team sẽ tàn hình. Còn đối với những người cầm mát á, khi mà bạn cầm mát thì bạn không được tàn hình. Bạn sẽ được tàn hình cái lúc đó ha, nhưng mà các bạn nên đánh tiếp tục con boss, đánh tiếp tục con boss để mà con boss nó có thể búng bốn cái cục kia vô người bạn. Tí nữa các bạn sẽ thấy. Rồi đó, cả team tàn hình rồi nè, cả team phải ngừng đánh nha, là 1, là 2, 3, 4 nè, đó. Thì nó sẽ quăng những cái cục này xuống các bạn. Thì các bạn có thể thấy cái búp ha. Cho 10 giây. Thì cái búp này để làm gì? Cái búp này nó sẽ chói chân. Chói chân cả team lại khi con boss nó nhấc cả team lên, nó muốn hất cả team lên ha. Còn nếu mà cả team không đứng gần bạn á, không có cái búp, thì những người đó sẽ bị hất lên. Lưu ý ha, đó. Bây giờ nó hất lên nè. Đó, cả team sẽ được chói lại. Đây, cái búp chói lại nè. Đó, 2 phút. Cái búp này như tăng đam hay gì đó mình quên mất tiêu rồi. Nhưng mà có cái búp này là được. Rồi các bạn nhớ những cái AOE này nha. Các bạn có thể VI để cứu team những cái AOE này. Hoặc là các bạn tự né luôn. Nhưng cái này rất là đau nha. Nên các bạn phải né. Càng đánh về sau thì con boss càng mạnh. Có những khúc khoảng mà CC được, stun được, hất ngã được á. Nếu mà team bán á thì nó sẽ CC và hất ngã lúc đó. Nó CC lúc đó thì con Retro sẽ ráp lên tiếp. Né nè, nó chém nè. Thấy không? Chém cái nửa cây máu các bạn thấy không? 76.000 máu mà chém cái nửa cây máu. Rồi, lưu ý điều gì ở đây? Khi mà Gia Khanh sử dụng khoảng không hắc ám, cái chiêu này không né được ha. Nó sẽ hút tất cả thành viên của team về một chỗ, về ngay chân với nó. Thì các bạn làm thế nào để thoát ra? Các bạn dùng táp ha. Dùng táp để thoát ra khỏi cái này. Và cái táp này sẽ làm con này nó bị gục ngã xuống. Hai stack ha mấy bạn. Lúc đó Destro sẽ có thể hất nó lên tiếp. Các bạn sẽ 3 mép sau đó. Nhìn đây. Táp hai. Các bạn chỉ có một stack thôi, nhưng mà những người khác sẽ có thêm một stack nữa. Cái này đã không kịp nè.
nó lại kéo mình lại. Thì nếu mà bạn đứng xa nhất thì bạn sẽ kéo như vậy ha. Bây giờ nó mạnh lên rồi nè, những cái skill của nó. Thì các bạn lưu ý sau khi mà nó hút về, nó hút các bạn về á, xong rồi nó đẩy các bạn ra, thì cái mình đang cầm cái cục hồi nãy của mình để coi, còn một phút nè, nó hút mình vô. Rồi bây giờ cái cục đó chuyển qua cho nó ha mấy bạn. Nhớ là cái búp đó chuyển qua cho nó. Khi mà cái búp đó hết thì nó sẽ bị mất 5 triệu máu. Rồi ha, 70% rồi nè. Bắt đầu nó lại nhìn một ai đó nè. Bây giờ mình không phải là người cầm búp nha mấy bạn. Mát này là mát thật vô chính người này luôn. Mình không phải là người cầm búp, nên là cái con sum này sẽ là người cầm cái mát ha. Lúc các bạn để ý thì người cầm mát sẽ là cái người sáng lên tí xíu, mát thật nha. Mình đang nói ở hai trường hợp mát thật ha. Mát giả hai người cùng sáng, nhưng mà cái người giả sẽ bị con boss nó kéo vô, nó ráp lên, rồi sau đó nó đẩy văng ra ngoài. Còn người thật vẫn có, vẫn bình thường. Ok, tiếp tục. Đánh khi nào và dừng khi nào lúc nãy mình có nói rồi hả mấy bạn. Đứng, nhớ đứng gần nhau để giữ cái búp này ha. Rồi bây giờ xong cái mát đó thì đánh bình thường lại. Vật ngã nè đó. Sau đó lại được ráp lên, được Destro ráp lên. Các bạn để ý ha, 20 giây nữa, 20 giây nữa thì con boss sẽ mất 5 triệu máu. Và bây giờ nó lại kéo cả team về. Thì các bạn làm gì? Tap. Mười. Về ai vậy? Rồi đó. Bây giờ nó lại ráp mình lại chuyển cái búp này qua cho nó. Đó. Ok chưa? Nó lại nhìn. Mình lại có mát. Mình lại có mát nha. Đây, thanh niên mát giả là đây. Bạn lưu ý lại khúc này ha, mình sẽ chỉ các bạn mát thật và mát giả. Rồi ok. Các bạn nhìn ha. Thì ở đây mình đứng cách con boss là 6m. Và người này đứng cách con boss mình tin là khoảng trên 10m. Thì nó sẽ có lúc này là lúc dưới 50% rồi đó. Thì nó sẽ mát như thế này. Một mát thật và một mát giả. Mát giả sẽ là người đứng xa nhất. Và mát thật sẽ là người đứng xa thứ nhì. Mình là người đứng xa thứ nhì, các bạn có thể thấy ha, 6m. Ông này phải trên 10m, tầm 10m, 10m đổ lên ha. Thì nó sẽ ráp cái con mát giả vô, nó kéo con mát giả vô. Rồi sau đó nó sẽ búng con mát giả ra. Thì cái người mà bị mát giả phải làm cách nào đó, WESS gì, mấy bạn làm cái gì đó, để các bạn có thể chạy về ngay team để cho kịp. Lúc đó để ăn cùng búp của sum nè, ăn được cái búp của mình nữa nè, của mát thật nè, đó. Bạn nhìn nè, bị ráp vô. Ngay chỗ này ha. BM có thể một ép để cho cái lúc mà con sum không có thể bị búng ra. Nó búng ra thì búng hụt, nó sẽ búng không được con sum và con sum sẽ rớt xuống đất luôn. Các bạn lưu ý chỗ này. Cái này không có BM nên là không ấy được. Rồi, nhảy vô nè. Mình vẫn đánh ha. Cả team ngừng đánh rồi. Mình vẫn đánh bình thường. Rồi bây giờ nó búng ra là các bạn lại đánh bình thường lại được. Bây giờ nó kéo lên thì cả team có búp. Đó. Các bạn làm đúng mát là ok hết rồi, mọi thứ thôi. Cần nhất là một con tăng chuẩn, đừng để cho con boss quay 360 độ là được. Rồi với ai nè. Thấy không? Cứu được ngông này. Bây giờ nó lại kéo cả team về. Táp lên. Xong. Destro hay quá, Destro ráp được khá là tốt luôn. Còn 5 giây nữa, thấy không, nó bị rút một khúc máu nè mấy bạn. Mình là mát giả rồi nè, nó búng mình ra nè. Đối với FM thì làm gì? Táp lên. Cái đó ép cũng được, xong rồi chạy lại ha mấy bạn. Chạy lại team. Đứng không đánh, chờ nó búng lần đầu tiên. Một rồi đánh, nó vừa búng ra lần thứ nhất rớt xuống cái là các bạn đánh được liền.
Thì nó lại ao mọi thứ trở nên đơn giản khi cả team biết làm mách. Tạm biệt. Vậy là xong đó các bạn. Ok ha, vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn xong được cái mic để đi cái con da khan khó này. Còn đối với tăng cơ đó, thì mình nghĩ là các bạn nên xem thêm một số clip nữa, xem thêm thật nhiều clip hoặc là đi thật nhiều lần vào đi cái da khan dễ trước, để các bạn có thể biết được con boss khi nào nó nhảy ra ngoài để nhảy lung tung á, để bạn có thể điều khiển được cái hướng của con boss. Còn những thành viên còn lại nên đứng sau lưng của con boss để có thể đam tốt hơn, để có thể né được những cái kill đánh thường của con boss. Đối với hát thì đam nó giống như nhân lên x 2 x 3 lần vậy đó các bạn, nên là rất là đông. Rồi ok, vậy là xong. Chúc các bạn một ngày tốt lành, và nếu clip này hay, nó có hướng dẫn, nó giúp ích được các bạn thì để lại cho mình một like và một subscribe nha. Mình rất là cảm ơn mọi người rất là nhiều. Ok, chào mọi người.